Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã trở lại với chuyên mục giới thiệu những cái mẫu xe đã qua sử dụng của em Trung. Và ngày hôm nay em Trung lại giới thiệu một cái mẫu xe đến với quý anh chị, đó là một mẫu xe cực kỳ là sang trọng, quý phái đúng không ạ? Mà lại cũng không kém phần là gọi là bền bỉ. Đó, đây là chiếc Lexus RX350. Chiếc này của em Trung là đời 2012 nhé. Và chiếc này thì em phải nói là cây số thì em cũng không dám cam kết với các bác đâu. Thực ra chiếc này thì đời 2012, hiện tại cũng qua khoảng 2 chủ rồi. Thì cái cây số thì em cũng không dám cam kết. Nhưng bể mà nói đến cái form dáng của một chiếc Lexus bản RX này, bản này bản đủ bác nhá, bản này nhập Canada luôn. Đó, nhưng mà thấy đầy đủ nhá. Hệ thống đèn đều là LED này. Cái đèn đây vẫn có cả đèn halogen, nhưng mà có rửa đèn pha rồi. Đó, logo Lexus đúng không ạ? Logo 3D rất là đẹp nhá. Thì nhìn chung với cái mẫu xe này thì ở đời 2012, nếu như các bác muốn sở hữu chiếc này, là thứ nhất là các bác phải đặt trước này, hay cũng như là phải bỏ ra số tiền rất là lớn đúng không ạ? Thì em sẽ mời các bác vào phía bên trong khoang nội thất một chút đúng không ạ? Thì trước này thì đã lên bộ cam 360 rồi. Đó. Xe thì em mới về. Đấy. Nhìn chung với cái option của nhà Lexus thì không thể nào chê được. Đấy, các bác thấy này, sắp lô tân ly đây, nhớ ghế đấy, 3 vị trí ghế điện rồi này. Đó. Thời điểm này mà đã có gọi là điều khiển bằng giọng nói rồi, như bác thấy này, đúng không ạ? Nhìn chung là rất là đầy đủ đúng không? Đó, một cái mẫu xe sang mà. Lexus thì luôn luôn được đánh giá là một cái mẫu xe sang. Trước này thì nhập nguyên chiếc từ Canada. Đó, ngày xưa các bác mà đặt thì phải nhập chờ khá lâu. Có màn hình ở cuối đầu rồi bác này. Đó. Nhìn chung là như theo đánh giá thì một cái mẫu xe mà sau 12 năm sử dụng mà vẫn còn được tươi như này thì phải nói là bác chủ bác cực kỳ là cẩn thận nhé. Xem phần cốp, cốp trước này thì thường thường những cái mẫu này thì cốp cũng tương đối thôi, cũng không phải là quá rộng. Đó, và không được hẳn như các cái dòng SUV. Đó. Nhưng mà nhìn chung thì rất là ok đúng không ạ? Thì lốp rất đầy đủ, lốp sơ cua này còn rất là mới. Gần như chưa hạ, đúng không, chưa hạ rồi. Lốp này chưa hạ này, xe này chứng tỏ đi đường rất là đẹp đúng không ạ? Thường các bác mua những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bác sẽ quan tâm nhất đến cái gì? Đó là cái chất lượng của chiếc xe. Đó là về khung gầm máy móc đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ mời các bác xem qua ở cái phần gầm xe. Đó. Một cái mẫu xe sau 12 năm sử dụng, các bác nhìn gầm còn được tươi như này thì phải nói là cực kỳ hiếm nhé. Đó. Hay kể cả phần như phần khoang động cơ như ở bên trên đây. Khoang động cơ của Lexus em chưa bao giờ có thể chơi được. Nói chung là luôn luôn là rất là đẹp. Đó, kín bưng luôn các bác thấy này. Đó. Và đây em quay sâu vào đây giúp anh một chút nữa đây, từ phần chân máy nhé, tất cả đồ rất ngon. Con này đi thì như theo đánh giá mẫu xe này đi loanh quanh đâu đó khoảng độ 10 vạn km, nó khoảng độ 45 vạn mai thôi, nhưng mà xe còn rất là đẹp nhé, xe cực kỳ đẹp luôn. Đó. Trước kia thì có bỏ ra số tiền rất là lớn, phải đâu đó loanh quanh khoảng 4 đồng, nhưng hiện tại em đang có giá chỉ loanh quanh 1 đồng 2 thôi. Loanh quanh 1 đồng 2 là các bác sở hữu ngay mẫu xe như này rồi. Và bác nào quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp cả em Trung theo số điện thoại em Trung có ghim trên phần tiểu sử. Và lời cuối, em xin kính chúc toàn thể quý anh chị có nhiều sức khỏe, bình an. Và quý anh chị nào có đang xem kênh của em Trung thì cho em Trung xin một like và một đăng ký kênh. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.